Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khả một lần nữa em ơi. Và sau video vừa rồi thì chúng ta đã xong một cái này là bao tay địa phát rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lên tiếp tục một món áo đường môn tiếp theo. Áo đường môn từ 1 đến 5 đến 8 anh em à. 6 nè, 7 nè, Sâm Hoàng 4 nè. Và Khải Sơn Linh đã lưng Khải Sơn Linh một đai lưng cho Thiếu Long nữa nha anh em. Ở video này Khải Sơn Linh hai phát luôn. Sâm Hoàng nè, Phục Ma nè, Sâm Hoàng 2 nè. Rồi ok. Điều 6 nè, Phục Ma 4 nè, điều 2 nè, điều 7 nè. Hồi trước Khải mua được điều 7 rồi anh em à. Nên là 38 ok. Và video này chúng ta sẽ bộc phát hai món hoàng kim luôn nha anh em ơi. Đây cho anh em xem sơ qua cái món ở video trước thì ở video trước anh em thấy thì Khải lên được đai lưng Thiên Quang. Đây cho anh em xem, đai lưng Thiên Quang tương đối là thực sự là tương đối cũng khá ok. Làm chậm 43, thủ lý 29 và tấn công trên mạng 4% với một cấp mạng hỏa thiên vũ. Và video tiếp theo thì ở video này thì một bao tay địa phát đỡ cho đường môn bảo vũ nha anh em. Thì ở video trước thì Khải chỉ cần hiệu ứng chón đạn móc 40 là ok rồi. Và được cho mình thêm phần thủ lý 29 khá ok anh em ơi. Còn xin tâm thích một cấp thì đường môn 7 á, không quan trọng anh em. Rồi xin lực 26 và làm chậm 43. Hai món anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ lên một cái áo Sâm Hoàng. Cố gắng áo Sâm Hoàng này cầu mong sao cho đạt móc 47 anh em ơi. Thực sự là cái áo này cũng hơn 2 tháng mới gom được cái áo đó anh em ơi. Quá nhỏ luôn anh em ơi. Và chúng ta sẽ tiếp tục video này lên áo Sâm Hoàng, Khải nhảy thành gái rồi quay lại anh em ơi. Rồi sau khi lên áo Sâm Hoàng, Khải sẽ lên luôn tiếp tục cái đai lưng Thiếu Lâm nha anh em ơi. Ở server này á, những đồ hồng kim môn phái á, đến bây giờ đếm trên đầu ngón tay thôi anh em ơi, chứ không phải là dở tìm đâu nè. Một món tương đương từ 2 đến 3 triệu đến 4 triệu tùy món nha anh em. Rồi, bây giờ chúng ta cùng dự đoán xem thử được bao nhiêu anh em ơi. Cố lên anh em ơi, cố lên anh em ơi. Và chúng ta sẽ cố gắng nha. Và bây giờ chúng ta sẽ lên áo Sâm Hoàng. Hộp mảnh hồng kim môn phái, áo Sâm Hoàng là một đường môn tiêu nha anh em. Lộn. Ta muốn hộp mảnh nè, hộp 8 mảnh nè. Rồi, đường môn tiêu Sâm Hoàng giác nha anh em. Đây đây, cố gắng 47 phục hồi anh em ơi. Hát một tài ép tiếp ạ. Rồi khui. Rồi, chúng ta tiếp tục áo Sâm Hoàng anh em ơi. Mong sao ọc đặt móc 47 cho thành đường môn No 2 nè. Không dám No 1 nhưng mà cũng cố gắng đường môn No 2 nha anh em. Ok, Sâm Hoàng thì chúng ta cũng chuẩn bị được 8 mảnh rồi mọi người. 8 mảnh nha. 1, 2, 3, 4, 5. Cái mảnh 5 này anh em, nếu anh em xem video trước này biết thì âu lòng mảnh 5 thì gọi bó tay không nói. Cái, vừa rồi thì Khải mua được một mảnh 1, mảnh 2 nữa nè mọi người. Cực khổ nè mà, 2 tháng nè. Khui. Đó. Rồi tiếp tục chúng ta đợi đó. Rồi chúng ta sẽ đến Đại Lưng Thiếu Lâm nha nè mọi người. Đó. Gom góp bữa giờ cũng được 4 món hồng kim môn phái nè em ơi. Nhưng mà ưu tiên đường môn hơn, tại vì nói chung là Khải cũng đam mê đường môn á, thì Khải ưu tiên đường môn hơn nè. Và Khải đã lên được 3 món hồng kim môn phái cho đường môn rồi nha em ơi. Tiếp tục sau này nếu được thì sẽ mua thêm một cái nón để phát lái thêm phần thủ lý cao một tí. Rồi giờ chúng ta sẽ lên tiếp tục một đai lưng Thiếu Lâm. Đai lưng Thiếu Lâm Phục Ma. Phục Ma đây là như là Thiếu Lâm bỏng. Đúng rồi, Phục Ma là Thiếu Lâm bỏng em ơi. Cái đai lưng Thiếu Lâm em ơi, vô phát luôn 2 món rồi nha em. Đồ chung là gom khá là lâu nè mà. Một món tương đương từ 1 triệu cho đến 2 triệu nha em ơi. Tùy món nha. Có món lên đến 2 triệu, 3 triệu nữa nha. Tùy món, tại vì có món ép nữa. Như cái đai lưng bao tay đi phát lúc nãy này, ép này. Đồ khổ vãi đái luôn. Tìm cái mảnh năm là đúng 2 tháng là không ra nào. Bắt buộc phải đi ép nè mà. Rồi. Nói chung là cũng cảm ơn anh em băng hát cũng đã hỗ trợ cho Khải một số vật phẩm như là bí kíp cũng như là hỗ trợ một số thị tinh. Nói chung là mình cũng mua thôi, nhưng mà được anh em hỗ trợ thì cũng cảm ơn anh em băng hát rất nhiều nha. Chứ thật sự không ở băng hát thì không biết là gom đâu ra cho đủ luôn á. Rồi, đai lưng Phục Ma anh em ơi, đai lưng Phục Ma nha. Cảm ơn Quyền 1988 là follow Khải nha. Cảm ơn 1990, cảm ơn shop nha, cảm ơn anh em mới vô nha. May mắn hả? Hiện tại Khải đã có Thiên Sơn rồi nè. Và Quốc Tửu trên đầu anh em ơi, hiện tại may mắn option mắt rồi nha anh em. Khui. Rồi. Bốn món kiềm phá rồi anh em ơi. Khui hàng anh em à. Đầu tiên chúng ta khui cái áo 49. Yeah. Về vơ. Yeah. Ok baby. Quá đẹp anh em à. Thực sự là một trong những cái tâm huyết của mình đã thành công.
đã thành công đường môn 3 món hồng kỳ môn phái nè em ơi. Chắc chắn tối nay chúng ta sẽ đổi con Chí Dũng này về đường môn này mà. Ôi quá tuyệt vời. Đạt mốc 47 cho anh em, sinh lực 378, 2 cấp đường môn ám khí. Quá dữ, thuộc lý 21 khá tương đối nè em à. Yeah. Quá đẹp, đạt mốc 47 quá tuyệt vời nè em ơi. Thực sự là một trong những áo khải rất là tâm huyết nè em ơi. Nếu mà anh em chưa chơi đường môn hoặc là anh em chưa chơi Võ Lâm Truyền Kỳ á, thì anh em chưa biết được là cái mốc 47 á rất là quan trọng dành cho đường môn nha anh em. Rất quan trọng dành cho đường môn. Quá dữ luôn em ơi, quá đẹp. Đó, cuối cùng thì đường môn cũng đã tái xuất nè mà. Ok. Quá đẹp luôn em ơi. Quá đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi đến Đại Lưng Phục Ma. Để coi Đại Lưng Phục Ma có mát không nha em ơi. Nói chung là trước khi ép Khải đã nói nè em rồi, cái áo Khải chỉ cần là đã bóc 47 thôi nè em. Còn lại là Khải không quan trọng nha em. Đó, nhưng mà nó lên được mình 49 và 2 cấp. Quá đẹp. Quá tuyệt vời nè em ơi. Quá tuyệt vời. Cảm ơn Quỳnh Ngọ đã follow nha. Quá đẹp luôn em ơi. Anh em đang theo dõi đừng quên đổi lại Khải lại chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Và đường môn đã thành công 3 món kim phái em ơi. Đỡ Khải cố gắng mua thêm một cái nón địa phách nữa thì lên phòng thủ cho nó cao cao em ơi. Quá đẹp, bù qua bù lại thì phòng thủ khá ok nè mà. Và bây giờ chúng ta cùng xem Đài Thiếu Lâm. Đài Thiếu Lâm của anh em đây. Đủ mát sao mấy anh em một cấp không vậy? Đài Thiếu Lâm minh mẻ rồi. Đủ. Đài Thiếu Lâm minh hoàn toàn nè em ơi. Đủ. Đài Thiếu Lâm minh hoàn toàn chóng minh này nè. Cây thiệt sự nè em ơi. Cái đài minh 32. Đen thiệt chứ. Cái đai minh anh em ơi, được cái là hai cái món đường môn thì quá đẹp anh em à. Cái đai mình nhìn vào thấy minh hoàn toàn rồi. Kim cam phục ma một cấp, kháng hỏa minh 26, thời gian đọc minh 58, không được 70 nữa, thời gian trốn 32. Tôn nữa. Cái đai lưng này hết 1 triệu anh em ơi, đai lưng này hết 1 triệu anh em à. Đai lưng này hết 1 triệu, áo cũng hết 1 triệu, bao tay thì tương đối hơn 2 triệu một tí. trời ơi, đậu xanh. Nhỏ thiệt chứ. Trời ơi, nhỏ thiệt chứ. Có anh em có anh Thiên Sơn Mẫu Lộ mà. Thiên Sơn Mẫu Lộ thì nó ăn rồi đâu cắn thiệt được thêm đâu anh em. Này, đại lưng này, đại này Thiên Sơn rồi anh em. Đại lưng thì minh anh em ơi, thực sự là nhìn vào đồ anh em biết rồi, đại lưng minh anh em à. Đại lưng này minh rồi. Minh hoàn toàn, nói chung là tất cả mọi thứ đều ok. Cho đến đại lưng thì minh. À, cây thiệt chứ. Cho đến là lưng thì minh anh em à. Là lưng minh anh em ơi. Nói chung là linh khá buồn. À, minh chó là minh cả thà, minh cả kháng hỏa luôn anh em à. Không, đỡ xài nè. Kháng hỏa minh luôn đâu thiệt chứ. Rồi, nói chung là cảm ơn em đã theo dõi video nha. Và đừng quên đỡ lại cho Khải video một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Rồi ok, nói chung thì sắp tới đây thì đường môn Chí Dũng sẽ đổi về lại đường môn nha em ơi. Và sẽ mang nó là nón phòng thủ lý 25, chạm 40, thân pháp 20. Và sẽ mang một đai lưng thiên quang. Và một áo xăm hòn và một bao tay điệp phách này nè. Nói chung là đường môn một đôi giày với một đôi giày phòng thủ lý 24, chạm 40, thân pháp 19, sinh lực 19 ít tóc 40 và một cái nón và một set 53. Nói chung là sẽ chuyển đường môn về anh này vào đường môn như nè. Phải đổi phái rồi nè mọi người, anh này đang dở đang rồi. Rồi, nói chung là quá thành công nè mọi người. Sau 2 tháng chờ đợi thì cũng đã tâm huyết được con đường môn 3 món hồng kim môn phái và set 53 tương đối mắt option và gia truyền 17 nha nè. Rồi, quá đẹp. Rồi. Chung là mong vào cái áo thôi mà, thực sự là cái áo này chờ đợi khá lâu nè mà. Thực sự ở server nhiều anh em không thấy chứ mua không có nè mà mua thì những cái áo 43 44, thực sự mấy cái áo minh ọp thì 5 kim 6 kim nó bán đầy, không ai thèm mua. Đã chơi chắc chơi là phải cái áo đạt mắt 47 mới gọi là đẳng cấp của người chơi đường môn anh em à. Thực sự luôn anh em, nếu anh em mà chơi đường môn anh em sẽ biết, nếu mà gọi là người biết chơi đường môn phải lựa chọn cho mình được một cái áo ít nhất phải mắt 47. Và đây là một trong những cái tâm huyết đã thành công. Và bao tay này cũng vậy nè mà, mong muốn bao tay được trên chóng 40. Và bao tay này cũng đã đạt móc khá ok. Và thủ lý 29, còn xuyên tâm thích một cấp vứt nha nè. Tại vì chơi đường môn bảo vũ á, thì không quan tâm đến cái đó. Và một đai lưng tương đối nè mà, đai lưng thủ lý 29 bù lại là một thủ lý khá cao. Tấn công trên mạng 4 và làm chạm 43. Và mạng thiên hoa vũ một cấp, nói chung là đai lưng này minh ở cái mạng thiên hoa vũ. Tại vì đai lưng thiên quang thì một cấp là gọi là minh.
nhưng mà bù lại mắc kia ok. Rồi sẽ mang một cái nỏ, nỏ này nha nè, nỏ 47 đây nè, ok chưa, quá tuyệt vời chưa. Một cái nỏ sau khi chuyển được môn thì anh em nhìn sơ qua và cùng điểm sơ qua nha nè. Đai lưng này thì bỏ ra rồi, đai lưng này bỏ ra rồi, bao tay này bỏ ra rồi, cho xe mang này. Đây một nỏ 30-47 rồi, số thương 100-100. Kháng độc thì không biết ép kiểu gì mà số 22 thiệt nở luôn, nở người ép được thiệt luôn nè. Và sinh lực 188. Rồi áo 49 2 cấp nha người nam. Hello Tuấn Phá, hello Maduro, hello Review, hello Nguyễn Anh, hello Cầu Ý Nguyễn, hello Xuân Hoàng, anh em đang theo dõi đừng quên đưa lại Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và một bao tay vừa rồi Khải mới xong. Bao tay từng đối mắt option, phòng thủ lý 29, chậm 43, chống 44, sinh lực 206 và nội lực 146. Một đôi lưng thiên quang. Cách đây hơn 1 tháng trước Khải đã lên đôi lưng thiên quang. Ok, rồi, quá tuyệt vời nha nam. Và một đôi giày. Đó, sau khi lên đường môn thì mang một đôi giày này. Đó. Hoặc là có thể mang một đôi giày chó kháng hỏ. Chắc là mang một đôi giày chó kháng hỏ. Được Khải đổi qua cho ảnh cái đôi giày chó kháng hỏ để anh mang. Một cái nón thủ lý. Theo Khải nghĩ là mang đôi giày chó kháng hỏ này mà. Nếu mà mang đôi giày chó kháng hỏ thì có thể mang đôi giày của Khải đây này mà. Khải sẽ đưa qua cho ảnh mang. Nói chung thì mình sao không được, đưa cho ảnh cho nó chuẩn một cái con đường môn đẹp này mà. Mang đôi giày chó kháng hỏ thì sẽ đồng móc 80 chó như năm. Đó, con đường môn đó sẽ mang đôi giày chó kháng hỏ và sinh lực nội lực như thế này. Sinh khí 19. Đó. Và sẽ mang một nón thủ lý làm chậm. Ok chưa? Đó, xong đồ đường môn như năm. Đội phái luôn hả? Anh em thích đội phái luôn hả? Đúng rồi, xem vào đầu tiếng Hồng Kim môn phái, đúng rồi Min Min ơi. Anh em thời đó chơi xấu dòng kháng mắt, đúng rồi, đúng rồi. Đây, anh em hello Tùng Văn nha, anh em mới vô đừng quên đỡ lại Khải like sẽ hỗ trợ cho anh em ơi. Đó, nói chung là đường môn sẽ chuẩn là tính sơ qua thì mang đôi giày chống kháng hỏ của Khải kia với bao tay này đạt móc 80 chón như năm. Đó anh em thấy hay chưa? Đạt móc 80 chón nha, một món kháng hỏ chuẩn của đường môn rồi. Và một đai lưng thiên quang. Đó, đường lưng thiên quang chậm kháng hỏ và kèm một cái này là 85 chậm. Đó, kèm với một áo phục hồi 47, đạt móc 47. Kèm với nón này nữa là 125 chậm và 80 chón, quá tuyệt vời nha anh em. 120 chậm và 80 chón. Đó, quá ok luôn. Chuyển luôn hả? Chuyển đường môn này chuyển luôn hả? Ok, được Khải hỏi ông anh thử chuyển luôn, Khải chuyển luôn cho anh em xem luôn, dứt luôn. Anh em theo dõi video đừng quên đỡ lại, Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và không nhớ thì kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ và đừng quên xem những buổi video trực tiếp của Khải vào lúc 11:50 buổi trưa cũng như là 19:50 buổi tối hàng ngày anh em ơi. Khải like 2 khung giờ nha mọi người. Cảm ơn đại ca đã follow nha. Khải like 2 khung giờ đó là 11:50 và 19:50 hàng ngày nha mọi người. Đừng quên theo dõi những buổi livestream từ kênh của Khải và đừng quên nhấn nút follow theo dõi để theo dõi những buổi video từ Khải nha anh em. Cũng như là có thể lên kênh YouTuber, link kênh YouTuber gần 40k sub của Khải, cho Khải một đăng ký kênh ủng hộ chơi nha anh em. Đó, hiện tại Khải đang like 3 mảng anh em à và được rất nhiều anh em ủng hộ và đừng quên like ủng hộ mạnh nhé. Đây, ok.